Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 4: ung thư có di truyền. Hầu hết trong mỗi tế bào của cơ thể người có một cấu trúc gọi là nhân. Đó là trung tâm điều khiển mọi hoạt động của tế bào. Trong nhân có 23 cặp nhiễm sắc thể được hình thành từ rất nhiều gen, là những thông tin mã hóa cho cách mà tế bào đó sẽ hoạt động. Gen điều khiển cơ thể chúng ta tăng trưởng và phát triển. Mỗi chúng ta có khoảng 25.000 gen. Ung thư hình thành là do một bất thường nào đó xảy ra ở một hoặc nhiều gen trong tế bào. Sự thay đổi ở gen này được gọi là lỗi hay đột biến. Thông thường, một tế bào cần phải có từ 6 đột biến trở lên trước khi trở thành ung thư. Những đột biến này có thể làm cho tế bào phân chia, tăng trưởng không kiểm soát, hay nói cách khác, những tế bào bình thường bị đột biến trở thành các tế bào ung thư. Đột biến có thể xảy ra trong suốt cả cuộc đời chúng ta. Thường là các đột biến xảy ra một cách ngẫu nhiên trong khi các tế bào phân chia, hoặc dễ xảy ra hơn khi tiếp xúc với các yếu tố gây ung thư như khói thuốc lá, các chất hóa học độc hại, còn được gọi là chất sinh ung. Nếu những đột biến này không xảy ra ở các tế bào sinh dục, ví dụ tế bào sinh tinh trùng, tế bào sinh trứng, thì không di truyền cho con cái, được gọi là các đột biến mắc phải, và ung thư này gọi là các ung thư xảy ra ngẫu nhiên. Tuy nhiên, có một số loại đột biến lại xảy ra ở tế bào mầm, là tế bào trứng hay tinh trùng, thì những đột biến này có thể sẽ di truyền cho con cái, dẫn đến các ung thư di truyền. Chúng ta thừa hưởng di truyền từ cả cha và mẹ. Nếu cha và mẹ có gen bị đột biến, thì mỗi đứa con sẽ có 50% cơ hội thừa hưởng gen bị lỗi đó. Vậy nên, trong cùng một gia đình sẽ có trẻ có gen bị lỗi và tăng nguy cơ ung thư, nhưng sẽ có trẻ lại không bị. Sinh ra với gen bị đột biến do di truyền từ cha mẹ không có nghĩa người đó chắc chắn sẽ bị ung thư, nhưng họ có nguy cơ cao mắc một số loại ung thư hơn những người khác, và thường sẽ bị ung thư ở độ tuổi trẻ hơn. Tuy nhiên, các đột biến gây ung thư di truyền này chỉ chiếm khoảng 5-10% các loại đột biến gây ung thư. Hầu hết nguyên nhân gây ung thư là do các đột biến xảy ra một cách ngẫu nhiên khi chúng ta già đi và tiếp xúc với các chất sinh ung. Vậy làm thế nào để biết chúng ta có khả năng mang gen đột biến gây ung thư di truyền? Cách đơn giản nhất là dựa vào tiền sử gia đình. Những yếu tố trong tiền sử gia đình sẽ gợi ý khả năng cao bạn có mắc ung thư trong tương lai hay không, như có từ hai thành viên trong gia đình ở phía họ cha hoặc họ mẹ bị ung thư, các thành viên trong họ hàng cùng mắc một loại ung thư hoặc nhóm các ung thư do cùng gen gây nên, có thành viên trong họ hàng mắc ung thư ở độ tuổi trẻ, thường tính là dưới 50 tuổi. Gen BRCA1 nằm trên nhánh dài của nhiễm sắc thể số 17 và gen BRCA2 nằm trên nhánh dài của nhiễm sắc thể số 13. BRCA1 và BRCA2 là hai gen ức chế ung thư mã hóa cho các protein duy trì hoạt động ổn định của các tế bào. Khi những gen này bị đột biến thì khả năng ức chế phân bào bị mất đi, khiến các tế bào phát triển quá mức dẫn đến ung thư. Rất nhiều hội chứng ung thư di truyền rất phức tạp đối với bạn đọc phổ thông. Ở đây chúng tôi chỉ xin đưa ra ví dụ về trường hợp đột biến gen BRCA1 và BRCA2 gây ung thư vú và buồng trứng di truyền là những loại ung thư hay gặp ở phụ nữ. BRCA1 hoặc BRCA2. Các gen BRCA1 và BRCA2 là các gen ức chế khối u. Chúng mã hóa cho các protein kiểm soát sự phát triển của tế bào. Đột biến ở các gen này làm mất đi chức năng bảo vệ của chúng, dẫn đến sự phát triển thành ung thư. Đột biến ở gen BRCA1 hoặc BRCA2 làm tăng đáng kể nguy cơ hình thành ung thư vú và ung thư buồng trứng ở người đó, ước tính là gấp 7 đến 25 lần so với người bình thường.
đột biến BRCA2 cũng liên quan đến tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư khác như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư hắc tố ở da và ung thư tụy. Hơn 90% các trường hợp ung thư vú và buồng trứng di truyền được cho là do đột biến BRCA1 hoặc BRCA2. Ai nên làm xét nghiệm tìm đột biến BRCA1 hoặc BRCA2? Bạn bị ung thư vú và buồng trứng, để giúp các thành viên còn lại trong gia đình quyết định có cần phải tìm đột biến này hay không. Nếu trong gia đình bạn có người mang đột biến BRCA1 hoặc BRCA2, thì bắt đầu từ năm 25 tuổi, bạn nên làm xét nghiệm để xem mình có mang đột biến này hay không. Nếu có, bạn phải có kế hoạch để tầm soát phát hiện sớm bệnh cũng như áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Gia đình bạn có người bị ung thư vú và ung thư buồng trứng, đặc biệt là khởi phát bệnh sớm trước 40 tuổi. Gia đình có nhiều người bị ung thư, nam giới bị ung thư vú. Các biện pháp bạn có thể làm giúp giảm nguy cơ mắc ung thư vú và buồng trứng ở người mang đột biến BRCA1 hoặc BRCA2. Thay đổi lối sống. Cho con bú có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú dù bạn có mang đột biến BRCA1 hoặc BRCA2. Tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng khỏe mạnh hoặc hạn chế rượu bia. Tầm soát. Khám vú do bác sĩ khám. Mỗi 6 đến 12 tháng từ năm 25 tuổi hoặc sớm hơn 10 năm so với người bị ung thư vú nhỏ tuổi nhất trong gia đình. Ví dụ trong gia đình có mẹ mắc ung thư vú năm 40 tuổi, dì ruột mắc năm 33 tuổi thì bạn có thể bắt đầu khám vú từ năm 23 tuổi. Nhận thức tuyến vú nghĩa là bạn quan tâm tới tuyến vú của mình, cảm nhận hay phát hiện được bất kỳ sự thay đổi nào của tuyến vú và đi khám bệnh ngay khi phát hiện thấy có bất thường. Chụp MRI cộng hưởng từ tuyến vú bắt đầu từ năm 25 tuổi và chụp nhũ ảnh X-quang tuyến vú từ năm 30 tuổi. Hiện tại chưa có chương trình tầm soát đối với ung thư buồng trứng, nhưng khuyến cáo là siêu âm qua ngã âm đạo và định lượng CA 125 mỗi 6 tháng bắt đầu từ năm 30 tuổi. Nhưng việc tầm soát này cần trao đổi lợi ích và nguy cơ đối với từng người bệnh vì bác sĩ có thể sẽ điều trị quá tay. Xem thêm tin đồn số 18. Đối với việc giảm nguy cơ ung thư bằng thuốc hay phẫu thuật, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Sự thật, ung thư là bệnh có thể do di truyền, nhưng tỷ lệ chỉ chiếm dưới 10%. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Hoàng Hiệp. CA 125 được gọi là chất chỉ dấu marker ung thư, hiện diện với nồng độ cao trong máu khi có các tế bào ung thư có khả năng tiết chất này, đặc biệt là một số tế bào ung thư biểu mô buồng trứng. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Bằng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại!